Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Vừa Nhất Bác bị tóm cạnh hẹn hò địch lệ Nhật Ba Người trong cuộc lên tiếng xác nhận sự thật Ngôi sao phim Trần Tình Lệnh bất ngờ bị tung tin hẹn hò với một nữ nghệ sĩ nổi tiếng lớn tuổi hơn, được cho là địch lệ Nhật Ba. Trước vụ việc, vừa Nhất Bác đã phải lên tiếng xác nhận thực hư. Vừa qua, mạng hội dưới chung lan truyền tin đồn, vui nhất bác đang hẹn hò với một đàn chị nổi tiếng. Các blogger cho biết, nam thầy tự đặc biệt yêu thích chị gái này, cả hai có mối quan hệ trên mức bạn bè. Nhiều cư dân mạng đã thảo luận về nhân tính của nữ nghệ sĩ trên, đồng thời nhiều nguồn tin xác nhận, cho rằng đó chính là địch lệ Nhật Ba. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, phía vui nhất bác đã ra thông báo chính thức, phủ nhận việc anh đang hẹn hò. Ngôi sao chân tình lệnh khẳng định tin đồn trên là giả, hy vọng khán giả sẽ quan tâm đến tác phẩm của anh hơn là chuyện đời tư. Kể từ khi ra mắt tới nay, với nhất bác nhiều lần vướng vào tin đồn tình ái với các người đẹp Mạnh Mỹ Kỳ, Trình Tiêu, Lý Tự Tuyền, đặc biệt anh có đến hai lần bị nghi đang qua lại với tiểu thư giàu có Kỳ Mỹ Hợp. Công ty quản lý của nam diễn viên đã ba lần phát văn bản phủ nhận việc nam thần tượng hẹn hò Kỳ Mị Hợp. Nhiều người cho rằng nàng tiểu thư này đang muốn dấn thân vào showbiz nên đã lợi dụng tên tuổi họ Vương để thu hút sự chú ý. Hiện tại với nhất bác đang gây chú ý với bộ phim vô danh chiếm trọn sự chú ý của khán giả mùa phim Tết năm 2023. Thế nhưng thay vì là những điều hay ho, dự án của Lương Triều Vĩ và Vương Nhất Bác lại hứng chịu nhiều tranh cãi, trong đó phần lớn vây quanh chàng nam chính sinh năm 1997. Bên cạnh diễn xuất gây tranh cãi, thái độ của Vương Nhất Bác ở những buổi giao lưu khán giả thời gian qua cũng trở thành đề tài bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng Vương Nhất Bác không có e quy cao. Những câu trả lời phản hồi tại chỗ của anh khi được khán giả xem phim đặt câu hỏi không gây được thiện cảm. Đầu tiên trong một lần được hỏi rằng nếu có cơ hội gặp thư ký Diệp, Nhân vật của Vương Nhất Bác trong vô danh, anh sẽ nói điều gì? Vương Nhất Bác đã trả lời vô cùng trung thực rằng câu hỏi này không có nhiều ý nghĩa, anh sẽ không nói gì cả. Tiếp theo sau đó, Vương Nhất Bác gửi lời đến những người buông lời chia bai anh trong thời gian kể từ lúc vô danh lên sóng, cho rằng những người đó rất khổ, có cuộc sống không hoàn hảo. Anh cũng mong khán giả sẽ dành thời gian cho mình nhiều hơn, thay vì dành từng phút từng giây bám theo anh. Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác nổi tiếng là người có sao nói vậy, thường không cố gắng ước lệ để đối đáp với truyền thông hay khán giả. Thế nhưng trong lần thử sức với điện ảnh này, sự chính trực dường như đã khiến anh gặp không ít tranh cãi, thậm chí chỉ trích và sự ghét bỏ. Định điểm là trong buổi giao lưu mới nhất, với nhất bác đã câu câu trả lời được nhận xét là tắt mặt người hỏi. Một khán giả bảo rằng anh có nghe nói đạo diễn chính nhĩ tặng với nhất bác vài cuốn sách để đọc trong bảy ngày cách ly để nuôi vai diễn, vậy cuốn sách mà nam diễn viên đã đọc qua là gì? Thế nhưng với nhất bác đã bảo rằng việc tôi ở một mình bảy ngày liên quan gì với sách vậy? Tức anh không biết gì về vụ được chỉ nhĩ cho sách, Câu phản hồi của Vương Nhất Bác khiến ai nấy tranh luận dịu dội. Phía thì cho rằng nam diễn viên chỉ đang thành thật, phía lại khẳng định Vương Nhất Bác qua kém tinh tế, lại trả lời vô tri. Đã vậy, một đoạn phỏng vấn của ekip vô danh cùng CCTV6 đã được chia sẻ lại, trong đó đại diện vô danh có nói rằng Anh tặng sách cho Vương Nhất Bác để nghiên cứu vai diễn, còn bảo anh xem thêm phim kinh điển. vì vậy câu trả lời trên của nam lưu lượng càng trở nên khó hiểu, kém duyên hơn. Sau tất cả, chay đắng mà Vương Nhất Bác với ekip nhận lại đang hiện diện quá rõ ràng, nhân thu kém của vô danh. Phim ngày càng hụt hơi, trước xuất hút của nhiều dự án khác, không còn là đối thủ mạnh như thộm mới bước vào mùa phim Tết. Những phát ngôn của Vương Nhất Bác cũng khiến duyên qua đường của anh tụt thê thảm, dù rằng có thể trong thâm tâm anh, đó chỉ là lời thật lòng, không lận tạp chất. Với Nhất Bác sinh năm 1997, là ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đùa mô tô chuyên nghiệp người Trung Quốc, thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh có thể nói đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ngôi sao trẻ. Nhờ việc sở hữu lượng người hâm mộ đông đạo, nam diễn viên trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám. Với Nhất Bác đứng ở vị trí số 2 trong danh sách những ngôi sao gốc hoa nổi bật nhất năm 2021, như tạp chí Forbes công bố. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo